một thức uống có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020, trà Vinati. Đây cũng chính là sản phẩm đánh dấu sự khởi đầu cho một chiến lược kinh doanh mới nhắm vào thị trường nội địa đầy cạnh tranh của Tổng Công ty Chè Việt Nam. Thưa quý vị, đối với người dân Việt Nam thì uống trà là một nét văn hóa, một thói quen hiện diện ở khắp mọi nơi, từ đường phố, quán ăn, nhà hàng cho đến tại các gia đình. Nhưng mà cũng chính vì cái sự phổ biến mà trên thị trường xuất hiện rất nhiều những loại trà không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc. Vậy thì làm sao để một ly trà sạch đến được tay người tiêu dùng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong số phát sóng ngày hôm nay. Thị trường sôi động thì nguồn cung cũng rất nhộn nhịp, nhưng vấn nạn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất thiếu kiểm soát từ khâu canh tác đến chế biến trà đã trở thành nỗi ám ảnh của người tiêu dùng. Trước bối cảnh này, Tổng Công ty Chè Việt Nam quyết định triển khai chiến lược mới trên sân nhà với sản phẩm trà Vinati. Đây cũng chính là sản phẩm đã đạt thương hiệu quốc gia năm 2020. Quy trình xét chọn được tiến hành chặt chẽ và minh bạch. Những đánh giá được dựa trên các cam kết của doanh nghiệp với người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Ở Vinati vẫn duy trì cái thế mạnh của Vinati là công tác ở các thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định thị trường nội địa là thị trường đầy tiềm năng, cần phải tập trung nghiên cứu phát triển, thường xuyên nắm bắt cái xu thế của thị trường và nhu cầu người tiêu dùng, cải tiến liên tục về mặt công nghệ để cho ra những cái sản phẩm làm sao đáp ứng tốt nhất được cái nhu cầu của khách hàng trong nước và quốc tế. Nhờ chuẩn hóa ngay từ vùng nguyên liệu chứ không đơn thuần chỉ là thao tác vệ sinh trong công đoạn chế biến, sản phẩm trà Vinati của công ty đã đạt được các tiêu chí của thương hiệu quốc gia. Bà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa của chương trình như một sự bảo chứng, giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh trong tâm trí người tiêu dùng. Hơn nữa, các doanh nghiệp còn được sử dụng biểu trưng thương hiệu quốc gia và hệ thống nhận diện thương hiệu quốc gia trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông thương hiệu theo đúng quy định. Chúng tôi cho rằng là thương hiệu quốc gia có ý nghĩa rất lớn trong việc kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Đồng thời nó cũng là một góp phần xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp chúng tôi với đối tác trong và ngoài nước. Trên thị trường xuất khẩu, công ty hiện đang có quan hệ thương mại với hơn 120 doanh nghiệp và tổ chức tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Cơ cấu xuất khẩu cũng chuyển dịch dần từ thị trường truyền thống có giá trị thấp sang các thị trường giá trị cao như Đài Loan, Liên minh châu Âu hay Hoa Kỳ. Nhờ việc đa dạng hóa các dòng sản phẩm, đề cao tính tiện dụng, có lợi cho sức khỏe mà trà Vinati được đón nhận tại nhiều quốc gia khác nhau, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với tôi, trà thì rất là quan trọng, nhất là vào buổi sáng. Khi uống xong một cốc trà nóng, tôi cảm thấy tinh thần nó rất là sảng khoái và rất là phấn chấn để bắt đầu một công việc của một ngày mới. Vì là chú trọng vào việc là nguyên liệu phải sạch, nên tôi rất hay tìm đến những thương hiệu lớn của Việt Nam. Sau khi tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp này đang tăng tốc triển khai nhiều chiến lược kinh doanh mới của ngành chè và chất lượng chính là giá trị tạo dựng niềm tin của thương hiệu Vinati. Đây cũng được xem như kim chỉ nam để công ty tiếp tục hành trình của mình, vững vàng bước vào sân chơi nội địa, đồng thời khẳng định thương hiệu quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế. TH hân hạnh đồng hành cùng chương trình.